Rồi ok, xin chào các bác và anh em nhé. Trong buổi sáng ngày hôm nay thì anh em xem đang test cái bộ dàn loa SH1800. Bộ dàn này thì buổi hôm trước anh em cho em đã quay test và gửi cho anh Tiến ở dưới Hà Tĩnh rồi. Và ngày hôm nay thì anh em cho em mang một bộ mới ra để test lại, cũng như là để đóng gói cho anh Tiến ở dưới Hà Tĩnh. Và số tiền mà anh Tiến đã bỏ ra để mua bộ dàn này thì anh đã chuyển khoản 100% cho bên em. Đấy, thì bây giờ anh em cho em sẽ test cũng như là căn chỉnh sẵn cho anh, để khi mà bưu điện giao về tận nhà cho anh thì anh chỉ việc mở lên test cũng như là nghe những cái bản nhạc mình yêu thích hay là hát những cái bài mà mình hay hát là có thể sử dụng được luôn, mà không cần phải can thiệp bất kỳ điều gì vào trong các thiết bị mà anh em cho em đã setup rồi. Đấy, và với bộ dàn này thì anh em cho em đang ghép cho anh Tiến đó là một đôi loa SH1800 kết hợp với cả một là chiếc đẩy nền vang X23 Pro, một bộ mic với kép bay 1 và một đây là số tiền mà anh Tiến mua bộ dàn này. Đấy, đã chuyển hết cái số tiền của bộ dàn này. Đấy, rất là cảm ơn anh. Và bộ dàn này thì anh em cho em đang ghép cho anh đo một chiếc đẩy X23 Pro, một chiếc đẩy nền vang số có thể sử dụng được rất là đơn giản. Nó có một cái điều khiển để chúng ta có thể ngồi từ xa căn chỉnh đó, và cái dòng này chúng ta có thể chỉnh như một chiếc vang số trực tiếp ở trên màn hình này luôn, mà không cần phải cắm vào máy tính. Và nếu mà các bác anh em nào mà thích chơi chuyên sâu thì chúng ta có thể cắm vào máy tính chỉnh chuyên sâu hơn, nhưng mà thông thường anh em Hoàng Long chỉnh sẵn ở trên chiếc đẩy này luôn, mà chưa cần phải cắm máy tính là nó đã hay lắm rồi. Đấy. Và thêm với đó một chiếc loa siêu trầm Monster, loa bass 30. Đấy, một cái bộ dàn với thiết kế rất là đẹp đúng không ạ? Rất là đẹp nha các bác. Thiết kế này thì khi mà các anh em chúng ta để trong cái không gian mà có những cái đồ gỗ nội thất thì nó sẽ tô điểm thêm cho cái không gian nó hài hòa, nó được toát lên một cái cá tính của gia chủ, cũng như là một cái thiết kế rất là sang trọng cũng như là đẳng cấp, mang phong cách của châu Âu. Rồi bây giờ em sẽ mời các bạn và anh em đeo tai nghe cảm nhận ngay cái chất âm đến từ bộ dàn mà anh em đang test và chuẩn bị gửi cho anh Tiến. Đây là số tiền mà anh Tiến đã chuyển khoản này. Đó. Rồi bây giờ các bạn và anh em sẽ đeo tai nghe để cảm nhận ngay nhé. Chiều không phút ta, không ai
SH-1008 vận chuyển và để bưu điện người ta vận chuyển về tại nhà cho anh Tiến ở dưới Hà Tĩnh. Rất là cảm ơn anh đã rất là tin tưởng cũng như là đã chuyển 100% cái số tiền của bộ dàn cho bên em, mặc dù chưa hề qua cửa hàng cũng như là chỉ mới theo dõi ở trên các kênh truyền thông của bên Hoàng Long đã có sự tin tưởng. Và bây giờ thì anh em xem sẽ đóng gói bộ dàn này nhá. Đặc biệt đó là các bạn anh em nào mà đang có nhu cầu tìm mua cho gia đình nhà mình những bộ dàn âm thanh thì cũng có thể liên hệ vào bên em có hai số online trên màn hình hoặc là qua trực tiếp địa chỉ đó là ở 107 phố Trường Lâm, Long Biên, Hà Nội nhé các bác, để trải nghiệm một cái chất âm rất là tuyệt vời đến từ bên em cũng như là sắm luôn cho gia đình nhà mình những cái bộ dàn âm thanh để có thể ca hát trong cái không gian của gia đình nhà chúng ta.